Cổ nhân dạy, người phúc lớn, không tiền, không quan hệ sẽ khắc cốt ghi tâm bốn điều này để thay đổi số mệnh. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với chuyên mục Văn hóa truyền thống trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có tiền bạc trong tay, không có mối quan hệ xã hội vững chắc và dường như mọi thứ đều nằm ngoài tầm với? Có phải cuộc đời sẽ mãi dậm chân tại chỗ hay số phận sẽ nghiệt ngã đẩy bạn vào đường cùng? Không đâu, cổ nhân từng dạy rằng người có phúc lớn dù không tiền, không quyền cũng sẽ không bao giờ lâm vào bế tắc nếu biết nắm vững bốn điều cốt lõi này. Bởi lẽ bốn điều đó chính là chìa khóa để thay đổi số mệnh của họ. Trong video ngày hôm nay, bạn hãy cùng khám phá và suy ngẫm xem đó là những điều gì mà người phúc lớn dùng nó để thay đổi số mệnh nhé. Thứ nhất, sống thiện lương. Tào Bân, một vị đại tướng lừng lẫy của triều đại nhà Tống, đã có những đóng góp to lớn trong việc giúp Tống Thái Tổ thống nhất thiên hạ. Một ngày nọ, ông tình cờ gặp một vị cao nhân, Trần Đoàn, người sở hữu kiến thức uyên thâm và tài năng xem tướng xuất chúng. Trần Đoàn nhìn vào tướng mạo của Tào Bân rồi thận trọng nói: "Khi còn trẻ, ông sẽ được hưởng phú quý, nhưng đến lúc về già, phúc phần sẽ không còn. Vì vậy, mỗi lần ra trận, ông hãy nhớ giữ lòng khoan dung, độ lượng để gieo trồng phúc đức cho những năm tháng cuối đời." Tào Bân tin tưởng lời Trần Đoàn và khắc ghi trong lòng. Sau đó khi nhận lệnh dẫn quân chinh phạt Giang Nam, vì không muốn chứng kiến cảnh dân chúng khổ sở, ông đã quyết định cáo bệnh ở nhà. Bạn bè và các tướng sĩ không ngừng đến thăm, hỏi han sức khỏe của ông. Tào Bân đã tâm sự với họ: "Căn bệnh của ta không có thuốc nào có thể chữa khỏi. Nhưng nếu mọi người thành tâm thề nguyện rằng khi đến Giang Nam nhất quyết không được gây tổn hại đến một sinh mạng nào, thì bệnh của ta tự nhiên sẽ khỏi." Các tướng sĩ nghe vậy đã dâng hương cùng nhau phát tâm thề nguyện như vậy. Thật bất ngờ, lời hứa này của Tào Bân đã đến tai người dân Giang Nam, khiến họ cảm động. Họ đã rủ nhau mang lương thực ra đón chào quân sĩ triều đình. Nhờ vậy trận chiến diễn ra mà không cần dùng đến bạo lực, Giang Nam được giành lại, hàng ngàn sinh mệnh đã được bảo toàn. Khi trở về sau chiến thắng, Tào Bân gặp lại Trần Đoàn. Vị cao nhân nhìn ông và thốt lên: "Thật kỳ diệu, năm trước khi tôi xem tướng mạo của ông, tôi khẳng định ông sẽ không có phúc khi về già. Nhưng giờ đây tướng mạo của ông đã biến đổi, ánh kim quang rực rỡ hiện lên trên gương mặt. Rõ ràng ông sẽ được hưởng thêm bổng lộc và kéo dài tuổi thọ." Tào Bân cảm thấy hoài nghi, hỏi lại: "Ông nói kim quang là có ý nghĩa gì?" Trần Đoàn giải thích: "Kim quang là ánh sáng của đức hạnh, chỉ những người tích lũy được đại đức mới có thể tỏa sáng, không chỉ tuổi thọ tăng thêm mà còn để lại phúc đức cho con cháu." Quả thật, lời tiên đoán của Trần Đoàn đã trở thành hiện thực. Về già, Tào Bân hưởng phúc, sống an nhàn, thọ 69 tuổi, được phong tước Tế Dương Quận Vương. Con cháu của ông cũng được hưởng phúc. Trong số 9 người con, có 3 người trở thành tướng lĩnh nổi danh. Cháu chắc đời sau cũng đều rất vinh hiển. Chúng ta có thể thấy rằng, sống thiện lương không chỉ là một lối sống mà còn là một lựa chọn thông minh cho tương lai. Khi bạn biết chia sẻ, yêu thương và cảm thông, cuộc sống của bạn sẽ dần dần trở nên tươi đẹp hơn. Điều này không chỉ mang lại cho bạn những niềm vui trong cuộc sống, mà còn tạo ra một không gian ấm áp cho những người xung quanh. Trong khi đó, sống ác sẽ chỉ khiến bạn cô đơn và bất hạnh. Bạn có thấy đúng không? Nếu có, hãy bình luận số 2 nhé! Thứ hai, làm nhiều việc thiện từ tâm. Có một câu chuyện nổi tiếng nữa về thay đổi số phận được ghi chép lại, đó là câu chuyện của Viên Quang, Viên Liễu Phàm thời nhà Minh. Một ngày nọ, Liễu Phàm gặp thiền sư Vân Cốc. Thiền sư ân cần nói với ông: "Một người dù trong mệnh đã định mang số phận khổ cực, nhưng nếu làm được những việc đại thiện thì sức mạnh của những việc thiện ấy có thể biến đổi nỗi khổ thành hạnh phúc, biến nghèo khó thành phú quý và tuổi thọ. Ngược lại, một người dù được trời ban phúc lộc, sống cuộc đời hạnh phúc,
Nhưng nếu lún sâu vào những việc ác, thì chính sức mạnh của ác nghiệp sẽ biến phúc thành họa, biến phú quý thành nghèo hèn và đoản mệnh. Do đó làm điều ác thì phúc phận sẽ tự giảm, còn làm điều thiện thì phúc phận sẽ tự tăng lên. Những lời nói của Thiền sư Vân Cốc như một cơn gió mát lành, thổi bừng tỉnh Liễu Phàm khỏi giấc mộng. Ông bắt đầu tìm kiếm cách để thay đổi bản thân. Từ một người sống buông thả, ông dần trở thành người trầm tĩnh và cẩn trọng. Dù ở một mình trong căn phòng tối tăm, không ai bên cạnh, ông cũng không dám tùy tiện phạm phải điều sai trái, không muốn trái ý trời. Khi phải đối mặt với những lời phỉ báng hay khinh miệt, ông cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua, không so đo tính toán. Một năm sau, khi đến kỳ thi đình, theo dự đoán của Khổng Tiên Sinh, ông sẽ chỉ xếp hạng 3. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi ông xếp thứ nhất. Khổng Tiên Sinh cũng đã từng đoán ông không thể thi đỗ cử nhân. Vậy mà kỳ thi hương năm đó, ông lại đỗ cử nhân. Từ giây phút ấy, Liễu Phàm càng trở nên nghiêm khắc với chính mình hơn, không bỏ qua việc thiện nhỏ bé nào. Không làm điều ác dù chỉ là chút ít. Ông thường xuyên tự nhìn lại bản thân để tự hoàn thiện, nỗ lực tu tâm, hành thiện, tích đức. Năm Tân Tỵ, vợ ông sinh hạ một người con trai, đặt tên là Thiên Khải. Từ đó ông càng thêm tin tưởng vào lời dạy của Thiền sư Vân Cốc, đa sức làm việc thiện. Vài năm sau, vào năm Bính Tuất, ông thi đỗ tiến sĩ và bộ đã bổ nhiệm ông làm huyện lệnh. Đến năm 53 tuổi, ông vẫn sống an lành, không hề có tai họa như Khổng Tiên Sinh đã tiên đoán, ngay cả ốm đau cũng không. Ông sống khỏe mạnh cho đến năm 74 tuổi mới qua đời. Qua câu chuyện của Liễu Phàm, ta nhận ra rằng con người hoàn toàn có thể thay đổi số phận đã được định sẵn. Chỉ cần kiên trì tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích đức, nhất định sẽ gặt hái được phúc báo. Thứ ba, kiên nhẫn, nói không với nỗ lực nửa vời. Khi bạn tìm ra con đường mà mình muốn theo đuổi, đó chính là lúc bạn cần hiểu rằng thành công không phải là điều đến trong chốc lát, mà là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ. Kiên nhẫn chính là trong nền tảng vững chắc cho mọi thành tựu. Trong những khoảnh khắc chưa có gì trong tay, bạn càng cần phải rèn luyện sự nhẫn nại. Quá trình này có thể không hề dễ dàng. Hãy hình dung về một chú sâu bướm. Trước khi trở thành những chú bướm rực rỡ với đôi cánh đủ sắc màu, chúng phải trải qua những tháng ngày vùi mình trong sự cô đơn, chật vật giữa những thử thách. Nếu không chịu đựng sự đau đớn, làm sao chúng có thể hóa thân thành những sinh vật tuyệt đẹp? Đó là một hành trình đầy khó khăn, nhưng chính những trở ngại ấy lại tạo nên vẻ đẹp và sức mạnh của chúng. Điều quan trọng nhất khi bạn quyết tâm thực hiện một điều gì đó, từ việc học tiếng Anh thì lấy chứng chỉ đến việc đọc sách, là bạn cần phải lập kế hoạch và theo đuổi nó một cách nghiêm túc. Đừng để bản thân rơi vào tình trạng chỉ nghĩ về việc đó trong đầu hoặc thực hiện trong một thời gian rồi bỏ dở. Hãy coi đó như một cuộc hành trình chứ không phải mục đích đến. Chắc hẳn bạn đã từng thấy mình đứng trước kệ sách đầy ắp, quyết định mua thật nhiều cuốn sách với hy vọng rằng một ngày nào đó bạn sẽ đọc hết chúng. Thế nhưng sau một thời gian, bạn nhận ra rằng những cuốn sách đó chỉ bụi bặm trong một góc phòng. Bạn đã dành tiền để mua chúng, nhưng lại không có thời gian để mở ra và thấu hiểu những gì bên trong. Kết quả là bạn rơi vào trạng thái nỗ lực ảo, mua sắm nhưng không thực hành, đam mê nhưng không hành động. Hãy nhớ rằng, việc học tập và phát triển bản thân không chỉ dừng lại ở việc sở hữu chứng chỉ hay số lượng sách đọc được. Đó là về sự trưởng thành, về việc mỗi ngày bạn đầu tư cho chính mình một cách có ý nghĩa. Hãy kiên trì như những chú sâu bướm, và trong từng bước đi, hãy ghi nhận những thay đổi dù là nhỏ nhất. Mỗi nỗ lực, dù nhỏ, cũng là một viên gạch xây dựng cho thành công trong tương lai. Hãy cho mình một cơ hội để tiến bộ từng ngày. Việc học không bao giờ là muộn màng, và mỗi ngày mới là một khởi đầu mới. Hãy biến những ý định thành hành động, đừng chỉ dừng lại ở ý nghĩ. Cuộc sống là hành trình, và chỉ khi bạn bắt đầu đi, bạn mới có thể khám phá được vẻ đẹp của những bông hoa rực rỡ đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hãy kiên nhẫn, hãy dũng cảm và hãy bắt đầu từ hôm nay. Thứ tư, làm nhiều việc thiện từ tâm. Có một câu chuyện nổi tiếng nữa về thay đổi số phận được ghi chép lại. Đó là câu chuyện của Viên Quang, Viên Liễu Phàm thời nhà Minh. Một ngày nọ,
Liễu Phàm gặp thiền sư Vân Cốc. Thiền sư ân cần nói với ông: một người dù trung mệnh đã định mang số phận khổ cực, nhưng nếu làm được những việc đại thiện thì sức mạnh của những việc thiện ấy có thể biến đổi nỗi khổ thành hạnh phúc, biến nghèo khó thành phú quý và tuổi thọ. Ngược lại, một người dù được trời ban phúc lộc, sống cuộc đời hạnh phúc, nhưng nếu lúng sâu vào những việc ác thì chính sức mạnh của ác nghiệp sẽ biến phúc thành họa, biến phú quý thành nghèo hèn và đoán mệnh. Do đó, làm điều ác thì phúc phận sẽ tự giảm, còn làm điều thiện thì phúc phận sẽ tự tăng lên. Những lời nói của thiền sư Vân Cốc như một cơn gió mát lành thổi bừng tỉnh Liễu Phàm khỏi giấc mộng. Ông bắt đầu tìm kiếm cách để thay đổi bản thân. Từ một người sống buông thả, ông dần trở thành người trầm tĩnh và cẩn trọng. Dù ở một mình trong căn phòng tối tăm, không ai bên cạnh, ông cũng không dám tùy tiện phạm phải điều sai trái, không muốn trái với ý trời. Khi phải đối mặt với những lời phỉ báng hay khinh miệt, ông cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua, không so đo tính toán. Một năm sau, khi đến kỳ thi đình, theo dự đoán của Khổng tiên sinh, ông sẽ chỉ xếp hạng 3. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi ông xếp thứ nhất. Khổng tiên sinh cũng đã từng dự đoán ông không thể thi đỗ cử nhân. Vậy mà kỳ thi hương năm đó, ông lại đỗ cử nhân. Từ giây phút ấy, Liễu Phàm càng trở nên nghiêm khắc với chính mình hơn. Không bỏ qua việc thiện nhỏ bé nào, không làm điều ác dù chỉ là một chút ít. Ông thường xuyên tự nhìn lại bản thân để tự hoàn thiện, nỗ lực tu tâm, hành thiện, tích đức. Năm Tân Tỵ, vợ ông sinh hạ một người con trai, đặt tên là Thiên Khải. Từ đó ông càng thêm tin tưởng vào lời dạy của thiền sư Vân Cốc, đa sức làm việc thiện. Vài năm sau, vào năm Bính Tuất, ông thi đỗ tiến sĩ và bộ đã bổ nhiệm ông làm huyện lệnh. Đến năm 53 tuổi, ông vẫn sống an lành, không hề có tai họa như Khổng tiên sinh đã tiên đoán, ngay cả ốm đau cũng không. Ông sống khỏe mạnh cho đến năm 74 tuổi mới qua đời. Qua câu chuyện của Liễu Phàm, ta nhận ra rằng con người hoàn toàn có thể thay đổi số phận đã được định sẵn. Chỉ cần kiên trì tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích đức, nhất định sẽ gặt hái được phúc báo. Thứ năm, tập trung vào điểm mạnh của mình. Một diễn viên Trung Quốc nổi tiếng, gắn liền với những bộ phim võ thuật, khi được hỏi về khả năng lựa chọn những vai diễn không có yếu tố hành động, đã chia sẻ một quan điểm sâu sắc. Tại cửa hàng bánh bao ngon nhất, bạn không thể mong chờ tìm thấy chiếc pizza hay hamburger ngon nhất. Trong xã hội hiện đại, chuyên môn hóa chính là chìa khóa để đạt được thành công. Tôi biết mình đã trở nên nổi tiếng nhờ những vai diễn hành động, và tôi không có ý định thử sức với các thể loại khác, vì không ai có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Sự thật là, không phải ai cũng có khả năng làm tốt mọi việc. Tuy nhiên, có rất nhiều người lại đặt ra cho mình quá nhiều mục tiêu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dẫn đến tình trạng năng lượng bị phân tán, khó lòng tập trung, và cuối cùng chỉ nhận lại thất bại. Điều này không chỉ tạo ra áp lực, mà còn khiến ta dễ dàng cảm thấy chán nản và mất động lực. Bạn có thấy điều đó đúng không? Nếu thấy đúng, hãy bình luận số 1 và tự hỏi chính mình rằng tại sao chúng ta không tìm kiếm một lĩnh vực, một công việc mà mình thực sự đam mê, nơi mà chúng ta có thể dồn toàn bộ tâm huyết và sự chăm chỉ để trở thành một chuyên gia. Những người thông minh thường dành thời gian cho những gì họ giỏi. Khi bạn có thể tập trung vào những điểm mạnh của bản thân, bạn sẽ xây dựng được lợi thế nổi bật mà không ai có thể dễ dàng đạt được. Thay vì cứ lây hoay giữa vô vàn mục tiêu từ năm này qua năm khác mà chưa thực hiện được gì, hãy biết chọn lựa những gì thực sự quan trọng và ý nghĩa đối với bạn. Hãy nhìn vào những người thành công xung quanh bạn. Họ không phải là những kẻ toàn năng, mà là những người biết lựa chọn con đường riêng cho mình. Họ biết rằng thành công không đến từ việc làm mọi thứ, mà từ việc làm những điều mình giỏi nhất với tất cả nhiệt huyết và sự cống hiến. Như vậy, bạn sẽ không chỉ tạo ra giá trị bền vững cho bản thân mà còn cho cả những người xung quanh. Cuối cùng, cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua để đạt được nhiều thành tựu nhất có thể trong thời gian ngắn. Theo đó, đó là hành trình khám phá bản thân, rèn luyện những kỹ năng độc đáo và xây dựng giá trị mà bạn có thể đóng góp cho thế giới. Hãy tự hỏi bản thân, điều gì khiến mình thực sự đam mê? Mình có thể giỏi nhất ở đâu? Khi bạn tìm thấy câu trả lời, hãy dồn toàn bộ tâm trí vào đó và phát triển nó.
Chỉ khi đó, bạn mới có thể vươn tới những đỉnh cao mà bạn hằng mong ước. Thứ 6, đừng để tư duy làm giàu hủy hoại bạn. Đã có không ít người cho rằng lý do họ chưa thành công và giàu có là vì họ chưa có được tư duy của người giàu. Họ tin rằng nếu được sở hữu tư duy ấy, cuộc đời họ sẽ thay đổi, sẽ bước lên một tầm cao mới và không còn bị vướng bận bởi những khó khăn tài chính nữa. Nhưng trên thực tế, suy nghĩ của người giàu chỉ là một trong vô vàn yếu tố để tạo nên thành công, chứ không phải là con đường duy nhất dẫn tới giàu sang, phú quý. Điều đáng tiếc là có rất nhiều người đã bị lôi cuốn bởi những lời khuyên sáo rỗng như muốn thành công, hãy suy nghĩ như người giàu. Thế là họ mãi miết đeo đuổi, làm mọi cách để cố gắng áp dụng từng suy nghĩ, từng hành vi của người giàu vào cuộc sống của mình, mà không nhận ra rằng việc làm này đôi khi lại đang đẩy họ vào những tình huống khó khăn hơn. Chẳng hạn, một quan điểm rất phổ biến mà người giàu thường chia sẻ là dùng tiền mua thời gian. Nghe thì có vẻ hợp lý, vì thời gian là thứ tài sản vô giá và giới thượng lưu luôn đề cao giá trị của nó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, phần lớn những người chưa thành công, chưa có đủ tài chính thì lấy đâu ra tiền để mua thời gian? Trong khi họ đang vất vả kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống, thì việc áp dụng suy nghĩ, dùng tiền mua thời gian chỉ khiến họ càng thêm áp lực, thậm chí còn bị cuốn vào vòng xoáy tiêu tiền và những thứ không cần thiết, để rồi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Hay một ví dụ khác, rất nhiều người thường nhắc đi nhắc lại rằng EQ quan trọng hơn IQ, và kỹ năng giao tiếp, xây dựng quan hệ xã hội quan trọng hơn năng lực chuyên môn. Chính vì vậy, không ít bạn trẻ bị ám ảnh với việc phải làm quen, kết bạn khắp nơi, phải tạo dựng một hình ảnh được lòng tất cả mọi người, thay vì tập trung vào phát triển năng lực của bản thân. Họ cho rằng chỉ cần biết cách nói chuyện, biết cách lấy lòng người khác là có thể dễ dàng thăng tiến, thành công trong sự nghiệp. Nhưng họ quên mất một điều rằng, ở bất cứ môi trường nào, đặc biệt là trong công việc, năng lực cá nhân vẫn là yếu tố quan trọng để đánh giá thành tích và kết quả. Nếu không có năng lực thật sự, bạn có bao nhiêu mối quan hệ cũng vô ích. Bởi lẽ, mối quan hệ không thể che đậy sự thiếu sót trong khả năng chuyên môn. Để thành công, điều cần thiết không chỉ là học hỏi tư duy của người giàu, mà còn phải nhìn nhận thực tế cuộc sống của mình, thấu hiểu chính mình và có lộ trình phát triển phù hợp. Tư duy của người giàu rất đáng để học, nhưng nếu áp dụng một cách máy móc mà không tính đến hoàn cảnh cá nhân, nó sẽ không mang lại hiệu quả, thậm chí còn khiến bạn đi sai hướng. Suy nghĩ của người giàu chỉ thực sự phát huy khi bạn có đủ nguồn lực để hiện thực hóa những suy nghĩ ấy. Vì vậy, thay vì cố gắng gò ép bản thân phải suy nghĩ như người giàu, hãy tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng, bồi đắp năng lực, cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Chỉ khi bạn có đủ nền tảng vững chắc, lúc đó việc áp dụng tư duy của người giàu mới có thể giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp và cuộc sống của mình. Thứ 7, càng ít tiền càng không thể keo kiệt. Có một quan điểm mà rất nhiều người hay lầm tưởng rằng phải có nhiều tiền thì mới nghĩ đến việc đầu tư cho bản thân. Nhưng thực ra, càng ít tiền, bạn càng phải biết sử dụng đồng tiền một cách thông minh. Đừng keo kiệt với chính mình quá. Đầu tư vào những gì thực sự có ý nghĩa với cuộc sống và tương lai của mình. Đừng hiểu điều này là việc tiêu xài phung phí hay theo đuổi những thứ xa hoa. Sự đầu tư thông minh đầu tiên chính là ở con người của bạn. Một ngoại hình chỉnh chu, ăn mặc gọn gàng không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn tạo được ấn tượng tốt với những người xung quanh, đặc biệt là trong môi trường công việc. Có ai lại không muốn trao cơ hội cho một người biết chăm chút cho chính bản thân mình? Đừng ngại chi tiền cho những thứ có thể mang lại kiến thức và tri thức sâu rộng như sách vở hay những khóa học giúp nâng cao chuyên môn. Làm giàu trí óc chính là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong hành trình làm giàu cho cuộc sống. Bạn có thể không nhìn thấy lợi ích ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày, những gì bạn tích lũy được từ kiến thức sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Kiến thức là thứ duy nhất không ai có thể lấy đi từ bạn, và là khoản đầu tư không bao giờ lỗ. Có một chàng trai tên Nam, sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng. Dù gia cảnh không quá khá giả, Nam vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mình khi họ gặp khó khăn về tài chính. Dù chỉ là những khoản vay nhỏ nhỏ hay tiền ăn uống hàng tháng,
Nam không toan tính hay mong đợi sự đền đáp, chỉ đơn giản nghĩ rằng giúp được ai thì giúp. Mỗi lần Nam đưa tay ra giúp, anh đều nói, coi như mình cho vay vận may, có lúc cần lại được trả lại mà. Nhiều năm sau, khi đã tốt nghiệp và đi làm, Nam lại không may gặp phải biến cố lớn trong sự nghiệp. Công ty nơi Nam làm việc rơi vào khủng hoảng, Nam bị mất việc và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Những tưởng mọi thứ đã sụp đổ, nhưng chính vào lúc này, những người bạn mà Nam từng giúp đỡ trước kia lại xuất hiện. Họ không chỉ động viên mà còn tìm mọi cách để hỗ trợ Nam. Người thì giới thiệu công việc, người thì giúp Nam vay tiền để tái khởi nghiệp. Nam không ngờ rằng lòng tốt năm xưa của mình lại trở thành cái may mắn đưa anh vượt qua bế tắc hiện tại. Nếu bạn không thể hào phóng về tiền bạc, đừng bao giờ keo kiệt sự quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh. Bởi lẽ, đôi khi điều bạn gieo trồng hôm nay không phải là vật chất, mà chính là những tấm lòng trân quý. Khi bạn giúp đỡ người khác mà không mong cầu gì, bạn đang âm thầm tích lũy vận may cho chính mình. Những vận may ấy có thể không đến ngay, nhưng đến vào những thời điểm bạn không ngờ nhất, và có thể chính là chiếc phao cứu bạn khỏi những cơn sóng gió của cuộc đời. Vì vậy, đầu tư vào bản thân và trao đi sự hào phóng là hai điều mà một người thông minh nên ghi nhớ. Không phải là bạn có bao nhiêu tiền, mà là bạn biết sử dụng chúng thế nào để tạo nên giá trị thực sự cho cuộc sống của mình và của những người xung quanh. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng không phải tiền bạc mà lòng tử tế và tri thức mới là tài sản vô giá giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Bên cạnh đó, cổ nhân còn dạy, muốn có đường đời rộng mở thênh thang thì cần biết buông bỏ. Đây là điều rất quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Buông bỏ có đôi khi cũng là một sự giải thoát, một loại giác ngộ. Buông bỏ là sự lựa chọn của cảm xúc, cũng là một sự khôn ngoan. Học được cách buông bỏ giúp cuộc sống của chúng ta bớt đi rất nhiều áp lực, phiền muộn, kẻ thù và đau khổ. Học được cách buông bỏ, cuộc sống trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Đặc biệt, đường đời rộng mở thênh thang hơn nếu chúng ta buông bỏ được ba thứ này. 1. Buông bỏ áp lực. Mệt mỏi hay không, thực ra đều do chính tâm trạng và cách chúng ta nhìn nhận mà ra. Bởi lẽ cuộc sống không phải lúc nào cũng là những gam màu tươi sáng. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều phải đối mặt với biết bao chuyện, từ niềm vui nhỏ bé đến nỗi buồn thầm kín. Mỗi sự kiện, mỗi cảm xúc đều để lại dấu ấn và từ từ tích tụ trong lòng, dù chúng ta có muốn hay không. Càng để những điều không vui động lại, tâm hồn ta càng trở nên nặng nề và khó chịu. Khi lòng ta chật kín với bao lo âu, buồn phiền, sự rối rắm sẽ như một mớ tơ vò không thể gỡ bỏ. Chỉ cần một chút căng thẳng, một chút thất vọng cũng có thể làm tâm hồn chênh vênh, khiến mọi thứ xung quanh dường như rối loạn theo. Và rồi chính bản thân ta sẽ chìm sâu vào cái vòng xoáy bất an do mình tự tạo ra, chẳng thể thoát ra được. Nhưng thử nghĩ mà xem, tại sao phải ôm mãi những đau khổ đó? Có những điều thực sự không đáng để chúng ta bận tâm quá nhiều, không đáng để trái tim ta mang nặng suốt cả một chặng đường dài. Nếu biết cách buông bỏ đi những gánh nặng không cần thiết, tự khắc sự bình yên, sự thanh thản sẽ có chỗ mà len lỏi vào. Giống như một căn phòng chật kín đồ đạc, chỉ cần dọn bớt đi những thứ thừa thải, căn phòng sẽ lập tức trở nên rộng rãi và dễ chịu hơn rất nhiều. Thật ra, niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều do chính tâm thái chúng ta quyết định. Nếu cứ mãi đắm chìm trong những điều không vui, bám víu vào những chuyện đã qua mà không thể buông bỏ, chúng ta chỉ đang tự làm tổn thương chính mình mà thôi. Chỉ khi biết hướng lòng mình về những điều tích cực, trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé đáng yêu trong cuộc sống, ta mới có thể thực sự cảm nhận được hương vị ngọt ngào của niềm vui. Cuộc đời vốn dĩ đầy rẫy những sóng gió, chẳng ai có thể tránh khỏi những lúc buồn phiền hay mệt mỏi. Nhưng đừng để nỗi buồn ấy chiếm lĩnh tâm hồn mình. Hãy học cách lắng nghe trái tim, tự nhủ rằng bản thân xứng đáng được hạnh phúc và thanh thản. Đôi khi chỉ cần thay đổi một chút cách nhìn, buông bỏ đi những chuyện không vui, chúng ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc vẫn luôn ở ngay bên cạnh, chỉ chờ ta mở lòng mà đón nhận. 2. Buông bỏ phiền não, niềm vui thực sự rất giản đơn. Học cách bình tĩnh tiếp nhận thực tại không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một phương pháp để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Học cách tự nhủ với bản thân rằng,
hãy để mọi thứ diễn ra như nó vốn dĩ phải thế. Đừng quá cưỡng cầu hay lo nghĩ đến điều mà mình chẳng thể thay đổi. Đó không phải là sự buông xuôi hay chấp nhận bất lực, mà chính là thái độ sống tích cực, biết hòa mình vào dòng chảy tự nhiên của cuộc đời. Bởi lẽ khi bạn càng cố kiểm soát, mọi chuyện thường càng đi ngược lại với mong muốn của mình. Trong cuộc sống này, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp toàn những điều tốt đẹp và suôn sẻ. Sẽ có những ngày tháng bạn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và bất hạnh, khi mà dường như tất cả mọi điều không may đều cùng lúc xảy đến. Những lúc ấy, học cách bình thản đối mặt với sóng gió, giữ cho lòng mình không bị cuốn trôi theo những xúc cảm tiêu cực, sẽ giúp bạn vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn. Đó là khi ta học cách chấp nhận những điều không như ý. Thay vì mãi chật vật chống trả với thực tại, ta lại chọn đứng dậy, phủi sạch bụi trên vai và tiếp tục bước đi. Bởi ai rồi cũng sẽ vấp ngã, ai rồi cũng sẽ gặp khó khăn. Chỉ có điều, người biết đứng dậy đúng cách mới là người thực sự chiến thắng. Bạn có tin điều đó không? Nếu có, hãy bình luận số 9 nha. Biết đón nhận cuộc đời bằng một thái độ tích cực, luôn tìm kiếm những tia sáng ẩn hiện trong tấm màn tối của nghịch cảnh, đó chính là cách mà ta tự mình mở cánh cửa của hạnh phúc. Khi đã học cách nhìn vào mặt tốt của mọi vấn đề, bạn sẽ thấy những điều tưởng chừng như xấu xa cũng có thể mang lại bài học quý giá, giúp mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Chỉ cần bạn đủ bao dung và mở lòng, bạn sẽ nhận ra rằng trong muôn vàn khổ đau vẫn tồn tại chút an yên nhẹ nhàng. Trong giông tố vẫn luôn có ánh mặt trời ấm áp chờ đón. 3. Buông bỏ sự tự ti. Mỗi chúng ta, bằng cách kiên trì trước những sóng gió của cuộc đời, đều có thể tạo nên một câu chuyện đầy cảm hứng cho riêng mình. Bạn có thể không là ai nổi bật trong mắt người khác, nhưng bạn hoàn toàn có thể trở thành người hùng trong cuộc đời mình. Một người có thể ngẩng cao đầu dù gặp thất bại, tiếp tục bước đi dù đường đời có khó khăn, thì đó đã là một sự vĩ đại rồi. Nội tâm mạnh mẽ chính là phẩm chất giúp ta không gục ngã trước những thử thách. Nó không chỉ đơn giản là sự cứng cỏi, mà còn là sự kiên nhẫn, lòng bao dung và khả năng nhìn thấy ánh sáng ở những nơi tưởng chừng chỉ toàn bóng tối. Khi bạn tự tin vào chính mình là khi bạn trao cho mình cơ hội tìm ra con đường riêng, tìm ra vị trí mà chỉ bạn mới có thể đứng vững. Đừng để những khuôn mẫu, chuẩn mực của xã hội làm lu mờ đi giá trị thật sự của bạn. Đừng nghĩ rằng mình không bằng người này, không hơn người khác, mà đánh mất niềm tin vào bản thân. Bởi lẽ hạnh phúc và thành công không có một hình mẫu chung nào cả. Cuộc đời đáng giá không nằm ở sự công nhận của người đời, mà ở chỗ bạn đã sống hết mình, dám theo đuổi những điều tốt đẹp và không từ bỏ giấc mơ, dù có ra sao đi nữa. Đôi khi, việc trở thành chính mình đã là một thành tựu lớn lao. Hãy trân trọng hành trình bạn đang đi, dù chậm rãi hay vội vã. Hãy để mỗi bước chân đều mang lại giá trị cho chính mình. Khi ấy, bạn sẽ nhận ra rằng không cần phải thật vĩ đại, chỉ cần có một nội tâm kiên cường, bạn đã có thể sống một cuộc đời thật đáng giá. Hãy ghi nhớ rằng bạn cũng là một người đầy tiềm năng, một người luôn nỗ lực cải thiện bản thân từng ngày, một người luôn giữ cho mình một nụ cười tươi tắn giữa những giông bão của cuộc đời, một người biết trân quý sức khỏe và làm những điều tốt đẹp từ tận tâm can của mình, chắc chắn sẽ nhận lại những điều tốt lành. Cuộc sống của bạn không nằm ở những lời tán thưởng hay sự công nhận của người khác, mà ở chính cách bạn từng bước hoàn thiện bản thân và cảm nhận sự trưởng thành trong chính trái tim mình. Mỗi ngày thức dậy, hãy tự nhủ với mình rằng mình là một người có bản lĩnh, mình biết mình đang làm gì và mình đang đi đâu. Dù hôm nay có khó khăn đến đâu, chỉ cần mình không bỏ cuộc, mình sẽ tiến xa hơn, vững vàng hơn. Khi bạn tin tưởng vào chính mình, tin vào mỗi việc làm, mỗi nỗ lực dù là nhỏ nhất, thì ánh hào quang sẽ tỏa rạng. Bởi vì bạn chính là người đang vẽ nên một bức tranh cuộc đời tươi đẹp cho riêng mình. Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn lại và thấy rằng mọi công sức, mọi giọt mồ hôi và cả những lần muốn gục ngã đều đáng giá. Bởi vì bạn đã biến điều tưởng chừng không thể thành có thể. Cuộc đời rực rỡ sẽ thuộc về người không bao giờ từ bỏ. Của nhân dạy: đời người gói gọn trong sáu chữ này, hiểu thấu được
ắt sẽ có hậu vận rất sướng. Quý vị thân mến, nhân sinh muôn hình vạn trạng, nhưng hoa nở mùa xuân, mỗi người một sắc thái khác nhau. Cuộc đời bất quá cũng chỉ là một kiếp phù du. Bình bình, lặng lặng cũng một kiếp người. Đấu tranh hư ảo cũng gì khác hơn. Chúng ta sinh ra trong cõi trần gian, người may mắn tìm ra chân lý đi đến hạnh phúc. Kẻ không may xuôi ngược một đời, để cuối cùng cũng chỉ là mộng ảo phù du. Bon chen cả đời, để cuối cùng thân mang nghiệp chướng, cả đời sống trong nghèo khổ. Nhưng dù mỗi người có sắc thái ra sao thì cũng đều được gói gọn bởi 6 chữ sau đây. Chữ thứ nhất, sinh. Sinh, một chữ giản đơn nhưng lại chứa đựng cả vũ trụ huyền bí của đời người. Từ sinh, mọi thứ trong vạn vật đều khởi phát, giống như cội nguồn của mọi sự hỉ nộ ái ố. Tất cả niềm vui, nỗi buồn, oán hận hay hạnh phúc đều từ đó mà ra. Chữ sinh không chỉ là khởi đầu mà còn là gốc rễ của mọi sự chuyển động trong cõi nhân gian. Sinh trước hết là sinh mệnh, món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng. Đó là ngọn đèn sáng đầu tiên soi đường cho con người bước vào cõi đời, mở ra cánh cửa để chúng ta trải nghiệm những ngọt bùi cay đắng, những cuộc phiêu lưu trong hạnh phúc và khổ đau. Nhờ sinh mệnh, chúng ta có cơ hội được sống, được mơ ước và được theo đuổi những giá trị lớn lao. Nhưng đi kèm với đó, sinh mệnh cũng mang theo sự ràng buộc vô hình, tựa như một sợi dây vô hình nếu giữ chúng ta lại với thế giới này. Sinh không chỉ đơn thuần là khởi nguồn của sự sống mà còn là ngọn nguồn của trách nhiệm. Sinh ra nghĩa là chúng ta phải gánh vác những bổn phận, những nỗi lo toan và thử thách. Mỗi sinh mệnh đều phải đối diện với những khó khăn, có khi là cuộc chiến không ngừng nghỉ để tồn tại, để trưởng thành. Nhưng cũng chính qua những lần vấp ngã, qua những đau thương, sinh mệnh lại dần dần nở rộ. Để từ đó chúng ta hiểu rõ hơn giá trị của bản thân và của cuộc sống. Sinh còn là nguồn gốc của tất cả sự thay đổi. Mỗi ngày mới đều là một điều mới, một cơ hội để thay đổi, để học hỏi và tiến lên. Cũng như bông hoa nở từ hạt giống, sinh là quá trình không ngừng phát triển, không ngừng hoàn thiện. Chỉ khi chúng ta hiểu rõ được ý nghĩa của chữ sinh mới có thể thực sự sống trọn vẹn trong kiếp nhân sinh. Bạn có cùng quan điểm trên không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 2 nhé. Chữ sinh tuy nhỏ nhưng bao hàm tất cả. Đó là khởi đầu, là hành trình và là sự tiếp nối bất tận của cuộc đời. Sinh mang đến cho chúng ta cơ hội, trách nhiệm và cũng là lời nhắc nhở về giá trị của mỗi khoảnh khắc ta đang sống. Chữ thứ hai, khổ. Đời người như biển cả rộng lớn, là một hành trình đầy thử thách. Có câu rằng, cuộc đời vốn dĩ là bể khổ, và những đau khổ ấy chính là một phần không thể thiếu trong kiếp nhân sinh. Thực tế là, trong 10 phần cuộc đời thì có đến 7-8 phần không như ý. Không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió như ta mong đợi. Vì vậy, điều cốt yếu trong cuộc sống chính là chữ tâm. Khi ta sống với tâm thành và đức hạnh, thì dù trong vũ trụ bao la này có bao nhiêu khó khăn, chúng ta vẫn có thể tìm được chỗ đứng cho mình. Nhưng ngoài chữ tâm, con người còn cần phải trang bị cho mình những kỹ năng. Kỹ năng không phải tự dưng có, mà phải trải qua quá trình tôi luyện, rèn giũa. Kỹ năng chỉ là bước đầu, tiếp theo là ước mơ và khát vọng. Ước mơ như ngọn lửa trong lòng, nó cần được thực thi bằng công sức và sự kiên nhẫn. Khi ta nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực, hạnh phúc sẽ tự nhiên mỉm cười với ta. Ước mơ không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực thúc đẩy ta vươn lên, chiến thắng khó khăn. Cuộc đời không thể thiếu khổ đau, vì chính những thử thách và gian nan đó mới tôi luyện được ý chí và trí tuệ của chúng ta. Mỗi cơn bão, mỗi cơn sóng lớn đều góp phần làm nên sự trưởng thành và sức mạnh bên trong. Đối diện với khó khăn, chúng ta không chỉ tìm thấy khả năng chịu đựng, mà còn phát hiện ra sự kiên trì và sự sáng suốt vốn có.
Bạn có thấy đúng không ạ? Nếu thấy đúng, hãy bình luận sâu sắc dưới video nhé. Khổ đau là một phần không thể tách rời của cuộc đời. Và chính những khổ đau đó mới giúp ta trưởng thành và mở mang trí tuệ. Chỉ khi vượt qua được những thử thách, ta mới có thể hiểu được giá trị thực sự của hạnh phúc và thành công. Thực sự sống là chấp nhận và đối mặt với mọi thử thách, để từ đó phát triển và vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Chữ thứ ba, mệt. Thời gian như dòng nước chảy, cuốn đi những năm tháng của cuộc đời. Và mỗi người trong chúng ta đều phải đảm đương những vai trò khác nhau, với những khía cạnh và trách nhiệm ngày càng phong phú hơn. Trên con đường đời, chúng ta phải gánh vác nhiều trọng trách hơn, và thử thách cũng ngày một chồng chất. Những lúc mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Đây là phần tất yếu của hành trình mà mỗi chúng ta phải vượt qua. Tuy nhiên, việc không ngừng nỗ lực để vượt qua những cơn mệt mỏi, tìm thấy sức mạnh để đứng dậy từ những lúc đuối sức là một trong những bài học quý giá của sự sống. Mỗi sinh mệnh, từ khi chào đời cho đến khi rời bỏ thế gian, đều phải thực hiện nhiệm vụ này. Không để mình bị đánh bại bởi khó khăn, mà phải vươn lên và chiến thắng những thử thách mà cuộc đời đưa ra. Khi chúng ta có thể vượt qua mệt mỏi, khi chúng ta có thể đứng vững trước mọi hoàn cảnh, và khi chúng ta đối diện với cuộc sống bằng một tâm thái bình thản, an nhiên, đó chính là lúc chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui chân thật của cuộc sống. Tâm thái của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống, mà còn tác động mạnh mẽ đến chất lượng của cuộc đời mà chúng ta trải nghiệm. Sự khác biệt trong tâm thái dẫn đến những cảnh giới khác nhau trong cuộc sống. Nếu chúng ta có thể duy trì được sự bình tĩnh và kiên nhẫn, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống không còn là những thử thách không thể vượt qua, mà là những cơ hội để trưởng thành và phát triển. Khi chúng ta học được cách đối diện với cuộc sống bằng lòng tự tại và sự bình yên trong tâm hồn, chúng ta sẽ tìm thấy một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Bạn có thấy đúng không ạ? Nếu thấy đúng, hãy bình luận số 9 nhé! Và hãy nhớ rằng, chính những khó khăn, mệt mỏi trong hành trình cuộc đời là những bài học quý giá, giúp chúng ta trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng để mệt mỏi chi phối bạn, mà hãy để nó trở thành động lực để bạn tiến bước trên con đường của chính mình. Chữ thứ tư, tình. Tình thân quyến, tình bạn, tình yêu, đó là những kho tàng vô giá mà mỗi người chúng ta cần phải trân trọng. Con người được sinh ra không phải chỉ để tồn tại, mà để sống trong vòng tay yêu thương và tình cảm chân thành. Điều này là bản chất của cuộc sống, không có gì có thể thay thế được. Khi sống trên đời, điều quan trọng không phải là đòi hỏi sự giàu sang phú quý, mà là cầu mong cho cha mẹ được bình an và khỏe mạnh. Sự bình yên của bậc sinh thành là tài sản quý báu nhất mà mỗi người có thể có. Không cần nhiều bạn bè đông đúc, chỉ cần một người tri kỷ thật sự, người hiểu và chia sẻ tâm tư của mình là đủ. Bạn bè đích thực, hiểu mình mà không cần nói nhiều mới là điều quý giá. Cũng không cần tìm kiếm những mối quan hệ tình cảm lãng mạn, mà hãy trân trọng một tình yêu chân thành và bền lâu. Một tấm chân tình dù không rực rỡ như những bông hoa đào, nhưng lại là ánh sáng dẫn lối trong những lúc u tối của cuộc đời. Tiền bạc có thể kiếm ra, có thể mất đi rồi lại có, nhưng tình cảm khi đã mất đi thật khó mà tìm lại được. Vì vậy, đừng vì những đam mê hư vinh nhất thời mà làm tổn thương chính mình và người khác. Hãy nhớ rằng, khi tình cảm đã nhạt phai, thì sự an yên trong tâm hồn cũng sẽ rời bỏ chúng ta. Đừng để sự khờ dại hay sự mê muội làm mờ mắt, khiến ta bỏ qua những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Để cuộc đời này thật sự có ý nghĩa, hãy biết giữ gìn và nuôi dưỡng những mối quan hệ chân thành, trân trọng tình cảm gia đình và bạn bè. Chỉ khi đó, ta mới có thể sống một cuộc đời trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Chữ thứ năm, bằng. Vận mệnh của mỗi con người, theo triết lý cổ nhân, luôn công bằng và không bao giờ thiếu sót. Trời đất không bao giờ lấy đi của ai đó cái gì mà không có lý do, cũng như không ban tặng điều gì mà không có giá trị.
Mỗi bước đi trên con đường đời, dù có mất mát, vẫn luôn có cơ hội để gặt hái thành quả. Điều thú vị và kỳ diệu nhất của con người chính là khả năng không ngừng làm mới chính mình. Trong cuộc sống, khi một cánh cửa khép lại, ngay lập tức một cánh cửa khác sẽ mở ra. Khi vấp ngã, điều quan trọng không phải là nằm lại ở đó, mà là đứng lên và tiếp tục bước tiếp. Cơ hội không bao giờ cạn kiệt, chỉ là chúng ta cần phải mở rộng tâm thái của mình để đón nhận nó. Như những bậc hiền triết xưa đã dạy, những thử thách và khó khăn là những bài học quý giá giúp ta trưởng thành và trưởng thành hơn. Bạn có thấy đúng như vậy không? Nếu có, hãy bình luận sâu sắc nha! Những người sống trong lòng tin và dũng khí, dù đối mặt với bao thử thách, luôn có thể tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường. Dù trời có sập hay đất có lở, họ vẫn giữ vững tâm hồn và không bị khuất phục trước số phận. Điều này không chỉ là sức mạnh của tinh thần, mà còn là sự minh chứng cho khả năng tự vượt lên chính mình từ những khó khăn để tạo ra những cơ hội mới. Vì vậy, trong hành trình sống của chúng ta, hãy để tâm hồn mình luôn vững chãi và tinh thần thêm dũng mãnh. Khi chúng ta giữ vững niềm tin vào bản thân và đối diện với thử thách bằng lòng dũng cảm, chúng ta sẽ không bao giờ bị khuất phục. Đó chính là chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới và là con đường dẫn đến thành công và hạnh phúc. Cần hiểu rằng, cuộc đời là một chuỗi liên tục của những cơ hội và thử thách, và cách chúng ta đón nhận chúng chính là yếu tố quyết định vận mệnh của chính mình. Chữ thứ 6, trọng. Trong cuộc đời, có những khoảnh khắc mà ta chỉ gặp một lần, không bao giờ có cơ hội thứ hai để quay lại. Chính vì thế, mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, mỗi cơ hội đều không thể lặp lại. Người xưa thường nói, gặp nhau như duyên, rời nhau như số mệnh, để nhắc nhở ta rằng mỗi cuộc gặp gỡ đều mang ý nghĩa sâu xa, dù chỉ là một lần trong đời. Vì vậy, hãy trân trọng từng người đang hiện diện bên cạnh bạn, dù là những người bạn mới gặp hay những người đã đồng hành từ lâu. Đừng để sự bận rộn và những mối bận tâm hàng ngày khiến bạn quên đi giá trị của những mối quan hệ quý giá này. Hãy để tâm hồn mình cảm nhận sự hiện diện của họ, biết ơn vì họ đã góp mặt trong cuộc sống của bạn, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé. Đừng lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa, những đợi chờ vô vọng. Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi, và chúng ta không có đủ thời gian để đắm chìm trong những mộng tưởng xa vời hay những tham vọng không thực tế. Hãy tập trung vào những việc hiện tại, những việc có thể làm cho cuộc sống của bạn thêm phong phú và ý nghĩa. Đừng để những lo toan hư ảo làm mất đi cơ hội quý báu của hiện tại. Với những hy vọng tươi đẹp trong lòng, hãy mang theo một trái tim chân thành và nhiệt huyết, tiến về phía trước. Đừng ngại ngần, đừng sợ hãi trước thử thách, bởi vì chính những bước đi đầy nhiệt huyết và chân thành đó sẽ mở ra những cánh cửa mới, dẫn bạn đến những thành quả tốt đẹp hơn. Cuộc đời này không có cơ hội thứ hai. Bạn có thấy đúng không? Nếu có, hãy bình luận số 1 nhé. Và chính vì không có cơ hội thứ hai, nên mong rằng bạn hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, trân trọng từng người bên cạnh bạn. Và đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Hãy bước đi với lòng tin, sự chân thành và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước, để mỗi ngày trôi qua đều là một món quà quý giá mà bạn tự tay tạo ra cho chính mình và những người xung quanh. Vâng, đó là 6 chữ vàng gói gọn trong cuộc đời mỗi chúng ta. Bạn thích chữ nào nhất thì hãy bình luận phía dưới video nhé. Có thể thấy rằng cuộc đời mỗi chúng ta hầu hết phụ thuộc vào tâm tính mỗi người. Nếu ai luôn tu dưỡng tâm tính sẽ hiểu ngộ ra được nhiều điều qua 6 chữ nêu trên. Còn nếu tâm tính ai còn quá xáo trộn thì ta nên tu dưỡng tâm tính từng ngày, có thể mới gặt hái được nhiều phúc đức và nhận được nhiều hạnh phúc. Muốn có bề ngoài bắt mắt, ta chỉ cần diện một bộ quần áo đẹp và trang điểm lộng lẫy. Nhưng để tâm đẹp thì không phải là việc dễ dàng gì. Từ xưa đến nay, tu tâm là việc có nhiều chướng ngại nhất. Thế nên đừng quên học hỏi những cách từ người xưa để lại. Cổ nhân dạy về cách quản lý tâm, quan trọng nhất là phải biết tâm nào xấu để tìm cách ẩn đi,
Ngược lại, tâm nào tốt lành thì tìm cách giữ lại. Sau đây là hai tâm cần phải buông bỏ. 1. Tâm nghi kỵ. Khi vợ chồng nghi kỵ lẫn nhau, cuộc sống trở nên hỗn loạn, mệt mỏi và sự bình yên trở thành một điều xa vời. Tình cảm vợ chồng là nơi nuôi dưỡng, bao bọc, nhưng khi lòng nghi ngờ thấm đẫm, mọi thứ trở nên chao đảo. Sự nghi kỵ như một cơn bão không ngừng, làm tan rã sự hòa hợp, dẫn đến những căng thẳng không hồi kết và nỗi đau không nguôi. Tương tự, khi cha mẹ nghi ngờ con cái, những đứa trẻ dần trở nên kín đáo, không dám chia sẻ nỗi lòng mình và dẫn đến những hành vi sai trái như nói dối hay trộm cắp. Một gia đình chỉ có thể trưởng thành và vững bền khi tình yêu thương và sự tin tưởng được xây dựng. Sự nghi ngờ phá hủy lòng tin, khiến trẻ em rơi vào vòng luẩn quẩn của sự lừa dối và thất vọng, không còn tìm thấy sự ấm áp từ mái ấm của mình. Tại công sở, khi cấp trên nghi kỵ nhân viên, công việc trở nên bế tắc và trì trệ. Mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới không còn sự thông cảm, khiến mọi thứ trở nên nặng nề và khó khăn. Cấp trên càng phải gánh vác nhiều việc hơn, bởi vì thiếu sự tin tưởng thì mọi quyết định và công việc đều bị đẩy lùi. Nói như cổ nhân đã dạy, dụng tâm bất nghi, nghi nhân bất dụng. Nếu đã giao nhiệm vụ cho ai, cần phải tin tưởng và trao quyền tự quyết. Nếu không, sự nghi ngờ sẽ làm tổn hại đến hiệu quả công việc, phá vỡ sự kết nối và làm mọi thứ trở nên rối ren. Sự nghi kỵ như một vết thương hằn sâu, không bao giờ lành lặn. Mỗi khi có sự thay đổi, nỗi đau lại dâng lên. Những ai mang trong lòng mình nghi ngờ sẽ luôn sống trong sự bất an và lo sợ. Điều đáng sợ hơn cả là sự nghi kỵ không chỉ hại chính mình mà còn gây tổn thương cho người khác, có khi đẩy mình vào trạng thái cô lập, bởi vì chẳng còn ai có thể tin tưởng. Sống trong nghi ngờ giống như sống trong một ngục tù tinh thần, nơi sự tự do và bình yên luôn bị giam giữ trong bóng tối của sự thiếu tin tưởng. 2. Tâm kiêu ngạo. Trên đời này, sự thật là không ai hoàn hảo. Và để thực sự hoàn thiện, chúng ta phải nhận thức rõ điểm yếu cũng như điểm mạnh của mình. Những ai không dám đối mặt với điểm yếu của chính mình, thực ra đang đứng trên bờ vực của sự thất bại. Xung quanh bạn, có ai không dám đối mặt với điểm yếu của mình không? Nếu có, hãy bình luận số 8 nha. Những người kiêu ngạo thường chỉ dõi mắt về phía trước mà không chịu cúi xuống để nhận ra rằng họ đang bước đi trên một con đường gồ ghề và đầy cạm bẫy. Kiêu ngạo khiến họ trở nên mù quáng và ngay cả những hành động tốt đẹp cũng dễ dàng biến thành những mối họa không lường trước được. Còn khiêm tốn là con đường dẫn đến sự tiến bộ. Còn kiêu ngạo chỉ khiến chúng ta dậm chân tại chỗ hoặc thậm chí lùi lại phía sau. Khi lòng tự mãn xuất hiện, trí óc sẽ dần trở nên mờ mịt, không còn sự sáng suốt và minh mẫn. Trong cuộc sống, chúng ta cần biết đến giới hạn của mình, thừa nhận rằng dù mình có tài năng, vẫn còn những người khác xuất sắc hơn. Chính vì thế, việc đối diện với những sai lầm và lắng nghe sự khuyên bảo từ người khác là rất cần thiết để mỗi người có thể trưởng thành và hoàn thiện hơn. Một người thực sự khôn ngoan là người biết rõ năng lực của mình, không làm quá sức và không nhận lãnh những công việc vượt ngoài khả năng của mình. Bảo vật lớn nhất trong cuộc đời không phải là tiền bạc, danh vọng hay chức quyền, mà chính là sự khiêm tốn. Con người sống với đức hạnh sẽ không cảm thấy đơn độc, sẽ luôn có bạn bè và sự tôn trọng. Vì vậy, hãy đặt sự khiêm tốn lên hàng đầu trong cách sống của mình. Đó mới chính là con đường dẫn đến trí tuệ và sự khôn ngoan chân chính. Sau đây là hai tâm cần giữ. 1. Tâm tự mình hiểu mình. Cổ nhân thường dạy rằng, để quản lý tâm hồn một cách hiệu quả, điều cốt yếu là phải thấu hiểu chính mình. Khi chúng ta có thể nhìn sâu vào nội tâm của mình, chúng ta bắt đầu quan sát và điều chỉnh những suy nghĩ, không để chúng lang thang một cách vô định. Chính việc này giúp chúng ta kiểm soát và loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực, đồng thời nuôi dưỡng và phát huy những tư tưởng tích cực. Thực tế, nhiều người trong chúng ta thường hướng ra ngoài,
thích phê phán, đánh giá người khác hoặc sự việc không phải của mình, mà quên rằng việc quan trọng nhất là tự đánh giá chính bản thân. Chúng ta dễ dàng lạc lối trong những ý kiến của người khác, mà quên mất rằng để thấu hiểu tâm lý của người khác, trước tiên chúng ta phải hiểu chính mình. Khi lòng mình trong sáng và rõ ràng như một tấm gương, không có điều gì có thể lọt qua mắt bạn được nữa. Lã Thị Xuân Thu đã từng nói, muốn chế ngựa người khác, trước tiên phải chế ngựa chính mình. Muốn đánh giá người khác, trước tiên phải tự đánh giá mình. Muốn hiểu người khác, trước tiên phải tự hiểu chính mình. Những người thực sự thông minh là những người biết cách nhận thức bản thân. Chính nhờ sự nhận thức này mà họ không tự ti, cũng không tự mãn. Họ hiểu rõ ưu điểm của mình để phát huy và biết rõ nhược điểm của mình để cải thiện. Xung quanh bạn có ai như vậy không? Nếu có, hãy bình luận sâu nằm nhé! Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải tự giác rèn luyện, tu dưỡng và cải thiện bản thân để trở thành những con người có nhân cách lý tưởng, nhân hậu, trung thực, lương thiện, hòa hợp cả nội tâm lẫn hành vi bên ngoài. Đó chính là phương pháp cơ bản để ta không chỉ tồn tại mà còn hòa nhập và gắn bó với xã hội một cách sâu sắc và bền vững. 2. Tâm dung hòa. Trong cuộc đời này, không phải mọi nỗ lực đều dẫn đến thành quả. Tình yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại. Và việc chăm chỉ làm giàu cũng không đảm bảo sự giàu có. Đừng ngỡ rằng những gì thuộc về mình sẽ mãi thuộc về mình. Trước dòng chảy vội vã của cuộc sống, hãy giữ lòng lương thiện và thái độ hòa nhã. Cố gắng hết sức là điều đáng quý, nhưng nếu không đạt được điều mong muốn, hãy coi đó là kinh nghiệm quý báu. Tranh chấp hơn thua, đúng sai, chỉ khiến tâm hồn thêm mệt mỏi và không mang lại lợi ích gì. Khi ai đó lỡ làm tổn thương bạn, hãy rộng lượng tha thứ. Sự khoan dung đối với người khác chính là phúc báo cho chính mình. Thay vì để thời gian trôi qua trong sự tức giận và buồn bã, hãy dành thời gian để tổ chức công việc một cách hợp lý, kết hợp học tập, lao động và nghỉ ngơi. Hãy học cách sống thư thái, dù bận rộn nhưng cũng không quên dành thời gian cho bản thân để phục hồi tinh thần. Tạo cho mình một cuộc sống thoải mái, loại bỏ những tư tưởng và cảm xúc tiêu cực. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn làm hiện thực hóa giá trị cuộc sống của bạn. Cuộc sống an yên như vậy không thể mua bằng vàng bạc hay châu báu. Ngay cả khi của cải có bị cuốn trôi, tâm hồn hòa nhã vẫn giữ được sự bình thản. Được sống khỏe mạnh còn gì quý giá hơn. Trong cuộc sống, không có vấn đề nào là quá nghiêm trọng, không có khó khăn nào là không thể giải quyết. Những gì có thể thỏa hiệp, hãy thỏa hiệp. Những gì có thể nhún nhường, hãy nhường. Cổ nhân dạy rằng, việc quản lý tâm trạng như vậy không chỉ giúp ta có khả năng quan sát mọi việc một cách thấu suốt, mà giúp giữ thế chủ động trong mọi tình huống. Khi biết cách hòa giải với chính mình và với thế giới, ta sẽ sống an yên và hạnh phúc. Bạn có tin vào điều đó không? Nếu có, hãy bình luận sâu sắc nha! Quý vị ạ, đường đời như một bức tranh đa dạng trải dài trước mắt chúng ta. Ta bước đi trong mê mải, chọn lựa và từ bỏ trong sự phân vân. Những bước chân dừng lại và tiếp tục, sự đến rồi đi, đều là những biến hóa thường tình của cuộc sống. Sự đẹp đẽ nhất của đời người không phải là cảnh vật bên ngoài, mà là sự tĩnh lặng và thông dong của nội tâm khi ta thưởng thức cảnh sắc ấy. Sự quý giá nhất không phải là đích đến cuối cùng, mà là hành trình mà ta đã trải qua để đến đó. Khi ta đối đãi với đời bằng thành tâm, khi ta làm việc với sự chân thành và thư thái, khi ta đối xử nhẹ nhàng với danh lợi, ta sẽ bình thản mà ngắm nhìn cuộc sống. Lợi ích nhưng chân thành là một đỉnh cao của tu dưỡng. Học cách tùy duyên để đạt được sự bình yên trong tâm hồn. Sự nhẫn nhịn là trí tuệ, và trí tuệ nằm ở sự dụng tâm khéo léo. Người có từ bi không tranh giành, mà biết thấu hiểu và cảm thông. Khi đối xử với người khác, ta cần có sự khoan dung. Lùi lại một bước là biểu hiện của sự độ lượng. Nhường nhịn một bước là sự từ bi. Nhường nhịn không làm ta thiệt thòi,
khoan dung không làm ta tổn thất. Người quân tử có tấm lòng rộng lớn, biết bao dung và yêu thương người khác. Họ mang phẩm đức của sự từ bi, là tấm gương sáng cho sự nhân ái và trí tuệ. Nếu bạn sống với tấm lòng rộng mở, thì những làn gió mát lành cũng sẽ tự tìm đến bên bạn. Nếu bạn có lòng từ bi, thì tình cảm của người khác cũng sẽ tự nhiên quy về phía bạn. Con đường đời không tránh khỏi những gian nan, gập ghềnh và thử thách. Dọc theo hành trình, bạn sẽ nếm trải cả hạnh phúc và niềm vui, đồng thời cũng gặp không ít đắng cay và cực nhọc. Trong những năm tháng dài dằng dặc, chúng ta không ngừng trải nghiệm và diễn giải những trạng thái khác nhau của cuộc đời. Giữa dòng sông sinh mệnh, chúng ta tiếp tục viết nên câu chuyện đặc sắc của chính mình với muôn vàn sắc thái. Thời gian có thể đổi thay, nhưng điều không thay đổi chính là sự kiên trì và nỗ lực trong cuộc sống. Bạn có thấy đúng không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 2 nhé. Giữ vững tâm hồn thuở ban đầu, hãy tùy duyên mà an hưởng, thông dòng dạo chơi trong thế giới riêng của bạn, không bị cuốn theo ánh nhìn của người khác, và khéo léo đảm nhận các vai trò khác nhau trong cuộc sống. Có thể tiến lên hay lùi lại, không bao giờ đánh mất cơ hội, cũng không làm mất đi bản tính thiện lương. Nắm giữ vận mệnh của chính mình. Khi sống đơn giản, đừng để tâm hồn cảm thấy cô đơn, tịch mịch. Khi cuộc đời đầy phồn hoa, đừng để mình trở nên khoa trương. Khi chỉ có một mình, đừng để mất đi sự ấm áp. Khi kiên định, đừng để đánh mất đi sự thanh nhã. Sống trong sự thanh thản và yên bình, giữ vững tâm hồn trong những khoảnh khắc tĩnh lặng. Thiện tâm dẫn lối cho chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của cảnh vật, để lòng mình đắm chìm trong vẻ huyền bí của thiên nhiên, suy ngẫm theo cảm xúc và cảm nhận theo lòng mình. Như làn gió nhẹ lướt qua những cành liễu đổ, khiến trái tim rung động. Như nỗi niềm tương tư lẫn khuất trong những chân trời xa xăm. Kính trọng sự cứng cỏi của hoa mai, ngưỡng mộ vẻ vững chãi của tùng bách, kiên cường vươn mình. Yêu quý sự chân thật trong tâm hồn, khao khát tình bạn chân thành, nhưng không cầu xin sự giao hảo. Khao khát tình yêu, nhưng không yêu cầu sự yêu thương. Khi duyên lành hội tụ, tri kỷ thực sự sẽ hiểu tâm tư của nhau, không cần lời giải thích. Hy vọng được hiểu, nhưng không khẩn cầu sự lý giải. Mong mỏi những điều tốt đẹp, nhưng không trái với lương tâm. Trên con đường đời, thêm chút khoan dung và lòng cảm ơn, biết hài lòng và mỉm cười, sẽ khiến con đường trở nên đơn giản và dễ bước hơn. Tâm hồn sẽ trở nên bình yên và thanh thản. Ta có thể thông dong bước đi, tận hưởng vẻ đẹp của cuộc đời. Con người sống giữa trời đất cũng nên hòa quyện với thiên nhiên mà an yên. Con đường đời dài rộng, cảnh vật biến đổi không ngừng. Đẹp hay xấu, vui hay buồn, tất cả chỉ trong một ý niệm. Khi tâm hồn thiện lành và chân chính, trời đất sẽ tràn đầy sắc xuân. Mỗi ngày trôi qua là một niềm vui, mỗi ngày đến là một hạnh phúc. Bạn có tin điều đó không? Nếu có, hãy bình luận số 5 nhé. Và cần hiểu rằng, đạo đức từ bao đời xưa đã được coi trọng như nền tảng vững chắc của xã hội. Người xưa luôn cân nhắc kỹ lưỡng từng hành động, xem xét liệu chúng có phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức hay không. Khổng Tử từng viết, khi bản thân tu dưỡng tốt, gia tộc sẽ hòa thuận. Gia tộc hòa thuận, đất nước sẽ thịnh trị. Đất nước thịnh trị, xã hội sẽ an bình. Từ bậc quân vương đến người dân, tất cả đều phải coi trọng việc tu dưỡng bản thân là điều quan trọng nhất. Hệ thống quản lý quốc gia và làm lợi cho dân không chỉ là một phần của văn hóa truyền thống sâu sắc, mà còn tự xây dựng cho mình những lý tưởng đạo đức và tiêu chuẩn giá trị, tạo nên nền tảng vững chắc cho xã hội và giữ gìn các chuẩn mực đạo đức ở mức cao quý. Khổng Tử đã dành sự quan tâm đặc biệt để điều chỉnh mối quan hệ giữa con người với thượng thiên, giữa con người với con người và giữa các tư tưởng khác nhau, nhằm xây dựng một trật tự xã hội vững bền, hài hòa. Ông đã nói, người biết tự tu dưỡng sẽ giữ được thái độ tôn trọng. Người chăm lo tu dưỡng mình sẽ đem lại an ninh và hòa bình cho mọi người trên thế gian. Để trị vì một quốc gia bằng đức hạnh và chính sách nhân ái,
điều kiện tiên quyết chính là việc tu luyện bản thân. Lập đức và tu thân cần phải được đặt lên hàng đầu, vượt lên trên mọi thứ khác. Lập đức chính là mục tiêu cao cả, trong khi tu thân là phương tiện để đạt được điều đó. Con đường quan trọng nhất để thực hành và hoàn thiện đạo đức, nhân phẩm và hành vi chính là sự kết hợp hài hòa giữa lập đức và tu thân. Mạnh Tử từng nói rằng, đức của một con người là món quà từ trời ban. Nó chính là bản tính thiên phú, kết nối với đấng tối cao. Mỗi con người đều mang trong mình bản chất tốt đẹp và đạo đức. Nếu một người giữ vững đức hạnh và chăm chỉ tu luyện bản thân, anh ta có khả năng trở thành người tôn quý như các vị vua Nghiêu và Thuấn trong các truyền thuyết. Mạnh Tử chỉ ra rằng, để trở thành một con người lý tưởng, cần phải duy trì 4 tiêu chuẩn. Lòng trắc ẩn, thể hiện lòng nhân từ. Sự hổ thẹn, biểu thị nghĩa khí. Tâm khiêm nhường, đại diện cho lễ nghi. Và tâm phân biệt, liên quan đến trí tuệ. 4 phẩm hạnh này cùng với hành vi tương ứng trở thành nền tảng tạo dựng 4 đức tính quan trọng: lòng nhân từ, nghĩa khí, lễ nghi và trí tuệ. Đây chính là những yếu tố phân biệt con người với động vật, là tiêu chuẩn cơ bản của nhân loại đã được tích lũy qua bao thế hệ. Con đường tu luyện bản thân của một người theo triết lý cổ nhân không chỉ đơn thuần là việc nhận thức những quy luật vũ trụ, mà còn là sự hòa quyện sâu sắc với thiền ý để đạt được một tầng cao hơn của tâm thiện và từ bi. Mạnh Tử, người xem trọng việc tu dưỡng nội tâm hơn là tìm kiếm bên ngoài, đã dạy rằng việc lắng nghe lương tâm chân thật và hành động theo nguyên lý công bằng sẽ giúp con người đạt được sự sung mãn và ánh sáng quang huy. Chính sự tu dưỡng này sẽ truyền cảm hứng cho những người xung quanh, dẫn dắt họ thực hiện những việc thiện và vươn tới cảnh giới cao cả của lòng nhân ái. Ông khuyến khích việc sửa chữa lỗi lầm ngay lập tức mà không hề sợ hãi hay miễn cưỡng, và noi gương những người làm việc tốt để tự nâng cao bản thân, ngay cả khi nhận ra sự thiếu sót của người khác. Ông xem việc chỉ ra những hạn chế của mình là một ân sủng, coi đó là cơ hội để sửa chữa những khuyết điểm. Nhờ vào sự quan sát và góp ý của người khác, từ đó chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt hơn. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe video này. Hãy bình luận số 9 dưới video nhé. Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.